Với nội dung thì gồm có thuốc về mắt, thuốc run sán, vitamin. Thứ nhất đó là thuốc về mắt. Đặc điểm chung đó là thuốc dùng tại chỗ tuyệt đối vô khuẩn, thường dùng dưới dạng dung dịch nhỏ mắt và mỡ tra mắt. Sau khi mở thì không nên dùng quá 2 tuần, không dùng chung lọ thuốc. Không dùng nếu dung dịch có tủa, có tinh thể không tan, vẩn đục hoặc biến màu. Nếu dùng hai loại thuốc tra mắt nên tra cách nhau là 5 phút. Thuốc mỡ nên tra sau dung dịch. Và để hạn chế hấp thu toàn thân, dùng một ngón tay ép vào túi lệ ở góc trong của mắt ít nhất 1 phút sau khi đã tra để chặn, không cho thuốc qua ống lệ, mũi. Các chế phẩm khác có thể tiêm dưới dạng kết mạc, các thuốc chống nhiễm khuẩn, thuốc giãn đồng tử hoặc corticosteroid đối với những bệnh không đáp ứng với cách điều trị thông thường. Có thể sử dụng bằng đường toàn thân như là thuốc kháng khuẩn và corticoid để điều trị những bệnh mắt về nhạy cảm. Các thuốc điều trị thì gồm các nhóm, đó là nhóm thuốc chống nhiễm khuẩn, nhóm thuốc chống viêm, nhóm thuốc T, nhóm thuốc điều trị glaucoma, nhóm thuốc giãn đồng tử và liệt cơ thể mi. Với nhóm thuốc chống nhiễm khuẩn thì có các thuốc như là acyclovir, bạc nitrat, idoxuridine, gentamicin, neomycin, tetracycline. Nhóm thuốc chống viêm thì chia làm hai nhóm, đó là steroid và không steroid. Steroid thì gồm có các thuốc như là prednisolone, dexamethasone, betamethasone. Không steroid thì có các thuốc như là diclofenac, indomethacin. Nhóm thuốc T có các thuốc như là lidocaine, tetracaine, hydrochloride. Và nhóm thuốc điều trị glaucoma thì gồm có co đồng tử thì có thuốc đó là pilocarpine, chẹn beta thì có thuốc timoôn. Tác dụng giống thần kinh giao cảm thì có thuốc epinephrine, ức chế carbonic anhydrate thì có thuốc đó là acetazolamide. Nhóm thuốc giãn đồng tử và liệt cơ thể mi thì có các thuốc như là atropine sulfate. Về các thuốc điều trị, biệt dược đầu tiên đó là Argiron với hoạt chất đó là Argiron 1%, dạng báo chế, thuốc nhỏ mắt. Tác dụng đó là diệt khuẩn do làm tủa protein của vi khuẩn do các ion bạc. Chị Vân ơi, viêm kết mạc cấp và bán cấp, viêm tuyến lệ, viêm bờ mi, phòng viêm giác mạc ở trẻ sơ sinh do lậu cầu. Chị Vân ơi, ở mắt nếu dùng thuốc kéo dài, chống chỉ định đó là mẫn cảm hoặc dị ứng với thành phần của thuốc, liều dùng, cách dùng. Với Argiron 1% đó là 2 đến 4 lần trên một ngày, mỗi lần một giọt. Với Argiron 3% nhỏ 3 lần trên một ngày, mỗi lần là 2 giọt. Biệt dược tiếp theo đó là Adelon, hoạt chất đó là prednisolone, muối phốt phát 1%, dạng báo chế đó là thuốc nhỏ mắt. Tác dụng ở đây là chống viêm mắt tại chỗ. Chỉ định điều trị viêm mắt tại chỗ ngắn hạn, các phản ứng viêm và dị ứng, tác dụng không mong muốn đó là nhiễm khuẩn mắt thứ phát, khó lành giác mạc, tổn hại thần kinh thị giác, đục thủy tinh thể, glaucoma, giãn đồng tử, sa mi, viêm giác mạc đốm biểu mô, bỏng rát, cảm giác châm đốt. Chống chỉ định đó là mắt đỏ do viêm loét giác mạc, herpes, chưa chẩn đoán ra, glaucoma. Cách dùng và liều dùng: viêm mắt người lớn và trẻ em nhỏ một giọt vào mắt 1 đến 2 giờ trên một lần. Khi viêm được kiểm soát, giảm dần số lần nhỏ mắt và ngừng sớm. Biệt dược tiếp theo đó là diclofenac sodium với hoạt chất đó là diclofenac dạng muối natri, dạng báo chế đó là thuốc nhỏ mắt, tác dụng ngăn chặn sự co đồng tử trong phẫu thuật lấy thủy tinh thể đục.
chống viêm sau mổ. Chỉ định đó là chống co đồng tử trong phẫu thuật, thủy tinh thể đục, đau mắt, đỏ mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể. Tác dụng không mong muốn đó là cảm giác nóng mắt hoặc nhức nhối trong mắt sau ngay sau khi nhỏ thuốc, ngứa mắt, đau bụng, đau dạ dày, nôn, khó ngủ hoặc duy trì giấc ngủ, đau đầu, hoa mắt, cảm sốt, ớn lạnh, sổ mũi. Chống chỉ định đó là quá mẫn cảm với diclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác. Người mang kính sát tròng. Cách dùng và liều dùng. Liều thường dùng đó là nhỏ một giọt nhân với 4 lần trên một ngày sau khi mổ đục nhân mắt 24 giờ và tiếp tục liền sau 2 tuần sau đó. Biệt dược tiếp theo đó là timolol với hoạt chất đó là timolol 5%, 0,5%, dạng bào chế đó là thuốc nhỏ mắt, tác dụng đó là chạy beta, làm giảm tiết dịch tủy, chỉ định tăng nhãn áp, glaucom góc mở mạn tính, glaucom thứ phát. Tác dụng không mong muốn, nhìn mờ, cảm giác châm đốt, bỏng rát, đau, ngứa, ban đỏ, khô mắt thoảng qua, viêm giác mạc, giảm nhạy cảm giác mạc, nhìn đôi, xa mi, đục thủy tinh thể, tác dụng toàn thân có thể xảy ra, đặc biệt ở phổi, tim mạch và thần kinh trung ương. Chống chỉ định đó là mẫn cảm với timolol, hen phế quản hoặc có tiền sử hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng, nhịp chậm xoang, hội chứng suy nút xoang, block xoang nhĩ, block nhĩ thất độ 2 hoặc 3, suy tim. Liều dùng và cách dùng đó là người lớn nhỏ một giọt 0,25% hoặc 0,5% 2 lần trên một ngày. Khi nhãn áp được kiểm soát có thể dùng một lần trên một ngày. Biệt dược tiếp theo đó là pilocarpine hydrochloride với hoạt chất đó là pilocarpine hydrochloride 2%, dung dịch nhỏ mắt, tác dụng đó là làm co cơ thắt đồng tử và các cơ mi ở mạng lưới bè, chỉ định đó là glaucom góc mở mạn, tăng nhãn áp, điều trị cấp cứu glaucom góc đóng cấp để đối kháng tác dụng giãn đồng tử và liệt thể mi sau phẫu thuật hoặc soi đáy mắt. Tác dụng không mong muốn đó là đau mắt, nhìn mờ, co thắt thể mi, chảy nước mắt cận thị, nhức trán, xung huyết mạch kết mạc, viêm giác mạc nông, xuất huyết thủy tinh thể và tăng phong bế đồng tử, đục nhân mắt khi dùng kéo dài. Chống chỉ định đó là viêm mống mắt cấp, viêm màng mạch nho cấp, viêm màng mạch nho trước, một số dạng glaucom thứ phát, viêm cấp phân thủy trước, không nên dùng sau phẫu thuật góc đóng. Liều dùng cách dùng ở đây đó là glaucom góc mở mạn thì người lớn là một giọt 2% hoặc 4% vào mắt và tới 4 lần mỗi ngày. Biệt dược tiếp theo đó là acetazolamide với hoạt chất đó là acetazolamide 250 mg, tác dụng đó là ức chế carbonic anhydrase, chỉ định ở đây đó là glaucom góc mở mạn, glaucom trẻ em hoặc glaucom thứ phát, là một phần của điều trị trước mổ glaucom góc đóng cấp. Tác dụng không mong muốn, thuốc có thể gây nhiễm axit chuyển hóa, mệt mỏi, hoa mắt, chán ăn. Hiếm gặp đó là sốt, ngứa, buồn nôn, nôn, trầm cảm. Chống chỉ định, dị ứng với... là dị ứng với sulfonamide và suy gan, suy thận nặng, bệnh Addison, nhiễm axit do tăng clo máu, giảm nitrat và kali huyết, điều trị dài ngày glaucom góc đóng mạn tính hoặc xung huyết. Cách dùng và liều dùng ở đây đó là người lớn là 1 đến 2 viên trên một ngày, trẻ em trên 5 tuổi,
là 5 đến 10 mg trên kg trên ngày. Vị dược tiếp theo ở đây là Epinephrine với hoạt chất đó là Epinephrine hydrochloride 1% dạng báo chế, đó là dung dịch nhỏ mắt với tác dụng đó là thuốc tác dụng giống thần kinh giao cảm. Epinephrine adrenaline tác dụng bằng cách làm giảm tốc độ sinh sản thủy dịch và tăng thoát lưu thông qua mạng lưới bè. Chỉ định đó là glaucoma góc mở mạn, tăng nhãn áp. Tác dụng không mong muốn đó là cảm giác châm đốt, nhìn mờ, sợ ánh sáng, mắt đau, sung huyết kết mạc, nhức đầu hoặc nhức trán, đôi khi phản ứng da tại chỗ. Chống chỉ định đó là glaucoma đóng góc đóng, trừ khi đã tiến hành cắt bỏ mống mắt. Liều dùng và cách dùng đó là glaucoma góc mở mạn người lớn nhỏ mắt một giọt 0,5 đến 1 0,5 hoặc là 1% 1 đến 2 lần trên một ngày. Biệt dược tiếp theo đó là atropine sulfate với hoạt chất đó là epinephrine hydrochloride 1% dạng báo chế dung dịch nhỏ mắt. Tác dụng đó là làm giãn đồng tử, liệt cơ thể mi. Chỉ định ở đây đó là kiểm tra võng mạc và đo khúc xạ, điều trị viêm mống mắt, viêm màng bồ đào. Tác dụng không mong muốn đó là nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ. Chống chỉ định ở đây đó là glaucoma góc đóng. Liều dùng và cách dùng: trẻ em trên 6 tuổi một giọt 1 đến 2 lần trên một ngày, người lớn là một giọt nhân với 1 đến 5 lần trên một ngày. Một giọt chứa khoảng 0,3 mg atropine sulfate. Biệt dược tiếp theo đó là tetraken với hoạt chất đó là tetraken 0,5% dạng báo chế đó là dung dịch nhỏ mắt, tác dụng đó là gây tê ở mắt, chỉ định đó là gây tê bề mặt dùng trong nhãn khoa, tác dụng không mong muốn, cảm giác châm đốt, bỏng rát, đỏ, phản ứng dị ứng khi nhỏ mắt và chống chỉ định đó là nhạy cảm với thành phần của thuốc hoặc nhạy cảm với các thuốc gây tê tại chỗ dạng ST hoặc axit paramy Nobenzoic và dẫn chất. Cách dùng và liều dùng đó là nhỏ một hoặc là hai giọt trước khi tiến hành. Sau đây em xin trình bày về phần thuốc run sán ạ. Đại cương thì có bệnh run sán và phân loại thuốc. Về bệnh run sán thì do khí hậu nóng ẩm, điều kiện vệ sinh kém nên tỷ lệ run sán rất cao, ký sinh ở nhiều cơ quan chủ yếu là ở ruột. Các loại run sán khác nhau có sự nhạy cảm với thuốc khác nhau. Về phân loại thuốc, thứ nhất là thuốc trị run trong ruột có mebendazole, albendazole, thiabendazole. Trị run ngoài ruột có thiabendazole, sulramin, diethyl, diethyl, carbamazine. Thuốc trị sán trong ruột, niclosamine, quinacrin. Trị sán ngoài ruột, prari, quante, chloroquine, quinacrin. Về phần thuốc run sán thì có biệt dược. Tiếp theo có biệt dược đó là Fugaca Vemoc với hoạt chất đó là mebendazole dạng báo chế viên nhai 500 mg, tác dụng ở đây đó là tiêu diệt các loại run run chỉ, run đũa, run tóc, run móc và run kim. Chỉ định điều trị nhiễm run chỉ, run đũa, run tóc, run móc, run kim. Tác dụng không mong muốn, đau bụng thoáng qua, chống chỉ định, mẫn cảm với thành phần của thuốc, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi. Cách dùng và liều dùng: 500 mg trên ngày, liều duy nhất. 3 tuần sau khi điều trị, nếu run vẫn còn, nên tiếp tục một đợt thứ hai định kỳ từ 4 đến 6 tháng một lần. Biệt dược tiếp theo đó là Stella Gentel với hoạt chất đó là albendazole viên nhai 200 400 mg,
Tác dụng đó là hoạt động mạnh ở đường ruột, giúp diệt trừ giun, ký sinh trùng ở đường ruột. Chỉ định nhiễm giun móc, giun đũa, giun tóc, giun kim, ấu trùng sán lợn ở não. Người bị sán lá gan, tác dụng không mong muốn, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, tăng men gan, nhức đầu, sốt, đau thượng vị. Chống chỉ định, mẫn cảm với thành phần của thuốc, người có tiền sử nhiễm độc tủy xương, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi. Cách dùng, liều dùng, người lớn 400 mg, trẻ em trên 2 tuổi 200 mg liều duy nhất. Liều dược tiếp theo đó là bitriki với hoạt chất đó là brazi quantel 600 mg, viên nén bao phim, tác dụng đó là tiêu diệt các loại sán lá, sán dây, sán máng, ấu trùng sán. Chỉ định nhiễm sán máng, Chỉ định đó là nhiễm sán máng, sán lá, sán dây, ấu trùng sán. tác dụng không mong muốn, Tác dụng không mong muốn, nhức đầu. nhức đầu, chóng mặt, buồn ngủ, buồn nôn, nôn, động kinh. Chống chỉ định, mẫn cảm với thành phần của thuốc. Sán máng, sán lá gan. Cách dùng và liều dùng: sán máng, sán lá gan 25 mg trên 1 kg trên lần nhân 3 lần một ngày, dùng từ 1 đến 2 ngày. Sán dây 5 đến 10 mg trên 1 kg liều duy nhất. Ấu trùng sán Cho con bú 50 mg. trẻ em dưới 4 tuổi, và cách dùng liều dùng ở đây đó là sán máng, sán lá 25 mg trên 1 kg lần nhân với 3 lần trên một ngày, dùng 1 đến 2 ngày. Sán dây 5 trên 1 kg liều duy nhất. Sán trùng, ấu trùng sán là 500 mg trên 1 kg trên 24 giờ chia làm 3 lần 15 đến 20 ngày. Biệt dược tiếp theo đó là ergaten với hoạt chất đó là triclabendazone. Tác dụng đó là tiêu diệt các loại sán, trứng sán. Chỉ định đó là bệnh sán lá gan do Fasciola gigantica, sán lá phổi dịch khái huyết do Paragonimus. Tác dụng không mong muốn: mày đay, ngứa, đau đầu, chóng mặt, đau bụng, đau thượng vị, rối loạn tiêu hóa, ho, khó thở, da mồ hôi, sốt. Chống chỉ định đó là mẫn cảm với thành phần của thuốc, phụ nữ mang thai và cho con bú. Cách dùng và liều dùng: liều thông thường đó là người lớn uống 10 mg trên 1 kg dưới dạng một liều đơn sau ăn 30 phút. Về mục tiếp theo đó là về vitamin thì gồm có thứ nhất là về đại cương, thứ hai là nói về vitamin tan trong dầu, thứ ba đó là vitamin tan trong nước. Vitamin, nguyên nhân thiếu vitamin thì đó là do ăn uống không đầy đủ hoặc nhu cầu cơ thể tăng, do rối loạn hấp thu, do khuyết tật di truyền, do dùng các loại thuốc làm giảm hấp thu hoặc dùng các kháng sinh diệt vi khuẩn tổng hợp vitamin ở ruột. Thừa vitamin, dư thừa vitamin thường gặp ở nhóm vitamin tan trong dầu do tích lũy trong cơ thể. Các vitamin tan trong dầu thải trừ nhanh và không tích lũy nên hiếm khi bị thừa. Nguyên nhân khiến cơ thể bị dư thừa vitamin thường do lạm dụng thuốc. Một số ít trường hợp thừa vitamin cấp tính do tiêu thụ loại thức ăn có chứa lượng lớn vitamin tan trong dầu. Vitamin về phân loại thì gồm có vitamin tan trong dầu và vitamin tan trong nước. Với vitamin tan trong dầu thì có vitamin A, D, E, K, chuyển hóa chậm, lưu trữ một lượng lớn ở gan. Vitamin tan trong nước thì gồm có vitamin C, vitamin nhóm B, chuyển hóa nhanh, đào thải qua đường tiết niệu. Thứ nhất đó là về vitamin tan trong nước, đặc điểm chung đó là hấp thu qua thành ruột trực tuyến để vào máu mà không phải chịu sự tác động của chất nhũ hóa, được lọc qua cầu thận và thải trừ qua nước tiểu nếu thừa, không tích lũy trong cơ thể nên ít gây độc, cần được bổ sung hàng ngày do không bền nên dễ bị thiếu. Dược đó là vitamin C.
Selin với hoạt chất đó là axit ascorbic, vitamin C, dạng bào chế viên nén 100, 500 hoặc là 1000 mg, viên sủi dạng sủi 1000 mg, siro 100 mg trên 5 ml. Tác dụng đó là tham gia tạo collagen, bền thành mạch, tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa. Chỉ định đó là phòng và điều trị thiếu scorbut hay bệnh thiếu vitamin C, chảy máu do thiếu vitamin C, tăng cường sức đề kháng khi nhiễm khuẩn, nhiễm độc, thiếu máu, phối hợp với các thuốc chống dị ứng. Tác dụng không mong muốn. Dùng dài ngày, liều cao thì gây ra loét dạ dày, tá tràng, viêm bàng quang và tiêu chảy, tăng tạo sỏi thận, asolat. Tiêm tĩnh mạch có thể gây ra sốc phản vệ, liều cao có thể bị tan máu. Chống chỉ định đó là không dùng liều cao kéo dài, cách dùng và liều dùng. Dự phòng là 50 đến 100 mg trên 24 giờ. Điều trị đó là 200 đến 500 mg trên 24 giờ. Không dùng quá 1 gam trên 24 giờ. Biệt dược tiếp theo đó là vitamin B1. Với hoạt chất đó là thiamin, vitamin B1, dạng bào chế đó là viên nén 5 đến 500 mg. Ống tiêm đó là 100-200 mg. Tác dụng đó là tham gia vào quá trình chuyển hóa glucid, ngăn ngừa đó là tê phù, beriberin, beriberi, các rối loạn về tim và thần kinh. Chỉ định ở đây đó là phòng và điều trị bệnh beriberi. Kết hợp vitamin C, B6, B12 để điều trị thần kinh thông, lưng và dây thần kinh số V, mệt mỏi, kém ăn, suy dinh dưỡng và rối loạn tiêu hóa. Tác dụng không mong muốn ở đây đó là dễ gặp dị ứng, sốc khi tiêm tĩnh mạch, không nên tiêm tĩnh mạch trừ khi thật cần thiết. Chị Vân đọc của em với. Dược tiếp theo, vitamin B6, hoạt chất pyridoxin, vitamin B6, dạng bào chế viên nén từ 5 đến 500 mg, dung dịch tiêm 100 mg, tham gia chuyển hóa axit amin, cải thiện chức năng não, bảo vệ tim mạch, thị giác, giảm đau cơ khớp, viêm dây thần kinh ngoại vi, phòng và điều trị các trường hợp thiếu vitamin B6, xơ vữa động mạch, viêm dây thần kinh ngoại vi và thị giác. Chỉ định động kinh, say tàu xe và nôn do mang thai. Bệnh ở hệ thần kinh do các thuốc khác như Isoliaris gây ra. Tác dụng không mong muốn. Dùng liều cao bằng hoặc trên 2 gam trên ngày, kéo dài thì dùng bằng hoặc trên 2 tháng, có thể gây viêm dây thần kinh, cảm giác ngoại biên. Chống chỉ định dị ứng với vitamin B6. Cách dùng, liều dùng: phòng bệnh người lớn từ 2 đến 2,5 mg trên 24 giờ, trẻ em từ 0,5 đến 2 mg trên 24 giờ, điều trị từ 50 mg đến 1000 mg trên 24 giờ tùy thuộc vào mức độ thiếu. Biệt dược tiếp theo là folic, hoạt chất axit folic, vitamin B9, dạng bào chế viên nén 5 mg, tác dụng hỗ trợ thai kỳ, hỗ trợ và đẩy lùi các dị tật bẩm sinh, tăng cường tạo hồng cầu, tổng hợp ADN. Chỉ định thiếu axit folic như thiếu máu hồng cầu, thiếu máu hồng cầu to, thiếu máu tan máu, sốt rét, phụ nữ mang thai hay khi nhu cầu axit folic tăng. Tác dụng không mong muốn, có thể gặp ngứa, mề đay hoặc rối loạn tiêu hóa. Chống chỉ định dị ứng với vitamin B9. Cách dùng và liều dùng: điều trị thiếu máu hồng cầu to, người lớn và trẻ em trên 1 tuổi 50 g trên 24 giờ, trẻ em dưới 1 tuổi 500 mg trên 24 giờ trên kg, bổ sung cho phụ nữ mang thai từ 200 đến 400 mg trên 24 giờ. Biệt dược tiếp theo, vitamin B12, hoạt chất silicobalamin, vitamin B12, dạng bào chế viên nén 100 mg, ống tiêm 1000.
ml. 1.000 mg trên 1.000 mL. Tác dụng tăng hô hấp tế bào, tăng hồng cầu, giảm viêm đau dây thần kinh, chỉ định bệnh thiếu máu ưu sắc hồng cầu to, viêm dây thần kinh, dự phòng thiếu máu hoặc tổn thương thần kinh ở người, phẫu thuật cắt dạ dày hoặc viêm ruột mãn tính, phối hợp với các trẻ em chậm lớn, suy nhược cơ thể, phối hợp với các vitamin khác khi cơ thể suy nhược và trẻ em chậm lớn. Tác dụng không mong muốn, có thể gây dị ứng mề đay, sốc, chống chỉ định, dị ứng với vitamin B12, người bị ung thư, có thể làm tăng sự tiến triển của khối u. Cách dùng và liều dùng: thiếu máu, khởi đầu 100 đến 1.000 mg trên 24 giờ dùng hàng ngày hoặc cách ngày liên tục 1 đến 2 tuần. Duy trì 100 đến 1.000 mg trên một lần một tháng. Viêm dây thần kinh thường dùng liều cao, dạng tiêm từ 500 đến 5.000 microgram trên ngày. Hoạt chất tiếp theo: vitamin B1, B6, B12, dạng bào chế, viên nén bao phim, viên nang, bổ sung vitamin cho cơ thể, cải thiện tình trạng suy nhược do thiếu vitamin B1, B6 và B12. Tác dụng: bổ sung các axit amin thiết yếu, giúp hỗ trợ chức năng gan, mật, giúp ăn ngon, giúp nâng cao sức khỏe, chống mệt mỏi, tăng cường hoạt động của hệ thần kinh. Chỉ định các bệnh thiếu hụt vitamin nhóm B, suy nhược, trẻ em chậm lớn, điều trị giải độc do nghiện rượu, liều cao, điều trị hội chứng đau xơ thấp khớp hoặc thần kinh. Tác dụng không mong muốn, dễ gặp nhất là dị ứng, chống chỉ định, dị ứng với thành phần của thuốc. Cách dùng và liều dùng: uống đến 1 đến 2 viên trên lần, trên ngày uống 2 lần. Điều trị các chứng đau nhức, uống 2 viên trên một lần, ngày 3 đến 4 lần. Biệt dược tiếp theo: vitamin B2, hoạt chất riboflavin, vitamin B2, dạng bào chế, viên nén 2 mg. Tác dụng: tăng hô hấp tế bào, điều hòa chức năng thận, chức năng phận thị giác, dinh dưỡng da và niêm mạc. Chỉ định tổn thương da, niêm mạc, viêm giác mạc, viêm kết mạc, loét miệng, suy nhược cơ thể. Tác dụng không mong muốn, liều dùng cao, nước tiểu chuyển màu vàng, gây sai lệch đối với một số xét nghiệm nước tiểu. Chống chỉ định, dị ứng với vitamin B2. Cách dùng và liều dùng: 5 đến 30 mg trên ngày, chia thành các liều nhỏ. Tiếp theo đó là biệt dược, đó là vitamin PP, hoạt chất đó là niacin, vitamin B3, vitamin PP, dạng bào chế đó là viên nén 50 mg, viên bao phim 500 mg. Tác dụng đó là tăng hô hấp tế bào, giúp giảm lượng LDL, tăng LDL cholesterol, phục hồi tổn thương da, thần kinh, rối loạn tiêu hóa. Chỉ định đó là phòng và điều trị bệnh pellagra, dùng phối hợp các thuốc khác điều trị rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh, tăng lipid huyết, tăng cholesterol, xơ vữa động mạch. Tác dụng không mong muốn đó là niacin có thể gây giãn mạch ở mặt và nửa trên cơ thể, bốc hỏa, buồn nôn, hồi hộp, đánh trống ngực, tuy nhiên sẽ tự hết sau 30 đến 40 phút. Chống chỉ định đó là dị ứng với vitamin PP. Cách dùng và liều dùng: phòng bệnh là 50 cho đến 200 mg trên 24 giờ, điều trị là 200 đến 500 mg trên 24 giờ. Biệt dược tiếp theo: vitamin B8, hoạt chất biotin, vitamin H, vitamin B8,
Dạng bào chế viên nén 50 g, chống tiêm, ống tiêm 5 mg. Tác dụng giúp cho sự chuyển hóa glucid và lipid, chuyển hóa mỡ, chống tiết mỡ và bã nhờn ở da, dinh dưỡng da và niêm mạc. Chỉ định các bệnh da, tăng tiết bã nhờn, trứng cá, viêm lưỡi, miệng, phối hợp với thuốc khác trong điều trị hói đầu. Tác dụng không mong muốn, rất hiếm gặp các biểu hiện dị ứng ở da, chống chỉ định, mẫn cảm với thành phần của thuốc, cách dùng và liều dùng, dùng từ 2 đến 20 mg trên 24 giờ. Biệt dược tiếp theo đó là BD Panten, hoạt chất đó là pantothenic acid. Dạng bào chế viên nén 100 mg, tác dụng đó là giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin B5, chỉ định đó là mụn trứng cá, da dầu, da nhờn, viêm tuyến bã nhờn, rụng tóc, viêm dây thần kinh. Tác dụng không mong muốn, rất hiếm gặp các biểu hiện như là dị ứng ở da, chống chỉ định dị ứng với thành phần của thuốc. Cách dùng và liều dùng, người lớn đó là 3 viên trên một ngày, uống trong 6 tuần. Vitamin tan trong dầu, đặc điểm chung đó là vitamin hòa tan trong dầu, được hấp thu vào cơ thể thông qua các mô mỡ cùng chất béo, giúp bảo vệ thị lực, hỗ trợ đông máu, phát triển xương. Quá trình hấp thụ, các vitamin hòa tan trong dầu cần có axit mật làm chất nhũ hóa, nên sử dụng lúc ăn hoặc là sau khi ăn. Tích lũy ở mô mỡ và gan khi dùng liều cao kéo dài gây độc tính, đặc biệt là vitamin A và D. Biệt dược đó là vitamin D3, steroid với hoạt chất đó là cholagen siferol, vitamin D3 và vitamin D2. Dạng bào chế đó là dung dịch uống, tác dụng đó là điều hòa nồng độ canxi trong máu, hấp thụ canxi vào xương, tăng cường sức đề kháng. Chỉ định đó là còi xương do thiếu vitamin D, loãng xương, dễ gãy xương, chứng co giật do thiếu canxi. Tác dụng không mong muốn, dùng quá liều gây tăng canxi máu, đau nhức xương khớp, dùng kéo dài gây sỏi thận, tăng huyết áp, suy nhược, mệt mỏi, nhức đầu, tiêu chảy. Chúng chỉ định ở đây đó là tăng canxi máu, bệnh cấp tính ở gan, thận, lao phổi đang phát triển, mẫn cảm với vitamin D. Cách dùng và liều dùng, D3 đó là phòng còi xương, mỗi 6 tháng dùng một liều 5 mg là 200.000 UI, liều dùng sẽ là 10 mg là 400.000 UI nếu trẻ ít da nắng hoặc da sậm màu. Biệt dược tiếp theo, Ecap, vitamin E, dạng bào chế viên nang mềm 400 IU, chống tác dụng giúp chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào bị tổn thương, điều hòa nội tiết, hỗ trợ sinh sản, bảo vệ tim mạch, chỉ định phòng các trường hợp thiếu vitamin E, điều trị thiếu vitamin E, bệnh tim mạch, tiền mãn kinh, dọa sảy thai, vô sinh, dùng ngoài để ngăn tia UV. Tác dụng không mong muốn, có thể nôn, buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt. Chống chỉ định thận trọng với phụ nữ mang thai. Cách dùng và liều dùng, uống một viên một ngày sau ăn hoặc trong bữa ăn. Biệt dược tiếp theo đó là vitamin A, hoạt chất đó là retinol. Vitamin A, dạng bào chế viên nang cứng, nang mềm, 5.000 UI. Tác dụng đó là trên mắt, tạo sắc tố võng mạc giúp điều tiết mắt, trên da và niêm mạc bảo vệ cơ cấu và chức năng của biểu mô, trên xương thì giúp cho sự phát triển xương, đặc biệt là ở trẻ em còi xương chậm lớn. Chỉ định đó là trẻ em chậm lớn, mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, quáng gà, khô mắt, rối loạn nhìn màu mắt, bệnh vẩy nến, trứng cá, tóc khô dễ gãy. Tác dụng không mong muốn đó là ngộ độc mãn tính. Ngộ độc mãn tính, mệt mỏi, sốt, rối loạn tiêu hóa, da biến đổi, môi nứt nẻ khi dùng liều cao kéo dài. Ngộ độc cấp đó là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn, co giật, tiêu chảy khi dùng liều cao. Chống chỉ định thừa vitamin A, mẫn cảm với vitamin A. Tránh dùng liều cao hoặc kéo dài cho phụ nữ mang thai. Cách dùng và liều dùng ở đây, liều dùng tùy vào tình trạng bệnh. Phòng thiếu vitamin A, người lớn là 200.000 UI trên 6 tháng,
trẻ em dưới 6 tháng là 50.000 UI, trẻ em 6 đến 12 tuổi là 100.000 UI, trẻ em trên 12 tuổi là 200.000 UI, cách 4 đến 6 tháng. Bài trình bày của nhóm 2 xin được kết thúc tại đây ạ. Rất là cảm ơn bài của bạn nhóm 2 với 3 cái chuyên đề mắt này, run sáng này và vitamin khá là đầy đủ. Xin ý kiến nhận xét của các bạn này, các bạn nhóm khác nào. Xin mời các bạn ạ. Gì cần hỏi, cần làm rõ thì mình xin có một số nhận xét của bài nhóm 2. Phải nói rằng là nhóm 2 nên rất rất có truyền thống, đúng không ạ? Có kinh nghiệm và có kỹ năng trong việc là chọn lọc thông tin, truyền tải thông tin, sắp xếp và truyền tải thông tin. Đấy là khi mà chúng ta nghe thì cái bài của nhóm trình bày rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút, đặc biệt là speaker, đúng không ạ? Không chỉ một mà có tới đây đều rất rất là ổn. Đó. Rất là cảm ơn nhóm. Về cái thuốc nhỏ mắt ấy, thì thầy sẽ nhận xét nhanh và bổ sung thêm nhanh thôi. Thì trong cái phần mà đặc điểm chung hay phần đại cương thì các bạn cũng đã đề cập đến rồi. Về thuốc điều trị mắt thì các bạn thấy là các cái bệnh về mắt thì chủ yếu là có ba cái bệnh. Thứ nhất là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus và nhiễm nấm, đúng không ạ? Ở đây các bạn thì đưa thêm cả gì ạ? Các cái thuốc chống viêm và thuốc gây tê và thuốc điều trị glaucoma cũng tốt. Phải nói là rất là tốt. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào cái nhiễm khuẩn và nhiễm nấm, virus. Thì các cái thuốc này nó khá là thông dụng, đơn giản rồi. Như vậy thì nói thêm với các bạn về cái Aczerol. Cái Aczerol này là một cái thuốc mà điều trị rất hay được dùng cho trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh là trẻ có 30 ngày tuổi, đúng không ạ? Thực ra một số tài liệu nói là 28, một số tài liệu 30. Và thầy cứ nói là trẻ dưới 1 tháng tuổi, gọi là trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh thì nó rất hay bị rử mắt, rất hay bị đau mắt, rất hay bị đỏ mắt, đúng không ạ? Và người ta rất hay dùng cái Aczerol này. Bản chất của Aczerol này nó chính là bạc, cái bạc hữu cơ, cái bạc cái protein. Thế tại sao trẻ con lại như thế? Bởi vì các bạn biết là trước đây ấy, trẻ con khi mà được sinh ra ấy, nhất là với những trẻ sinh thường, đẻ thường, thì ở cổ tử cung người mẹ thì luôn có một cái ổ vi khuẩn, virus, đấy đó. Và khi mà đi qua đó thì tất cả những cái phản xạ hít thở này rồi hô hấp này hay gì đó là sẽ bị phơi nhiễm cái vi khuẩn virus ở đó. Nhưng mà rất may là trẻ lúc đó thì lại đang có cái trong 6 tháng đầu thì trẻ có cái hệ miễn dịch của người mẹ, cho nên bảo vệ khá tốt. Nhưng mà các bạn thấy là trẻ con khi sinh ra trong một tuần đầu, 2 tuần đầu ấy, thế là mặt các cháu nó nổi đầy các cái mụn mụn như mụn mụn rôm, mụn nước ấy. Rồi mắt thì đỏ. Đó chính là cái quá trình mà khi mà cháu sinh ra qua cái cổ tử cung của người mẹ thì sẽ được bị phơi nhiễm vi khuẩn virus. Và người ta hay dùng cái Aczerol này. Và cái Aczerol này nó là cái bạc nitrat, thì có một cái lưu ý là gì ạ? Nó phải tránh ánh sáng. Thế khi dùng thì chúng ta lưu ý với bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân là dùng xong là phải cất vào chỗ tối. Thế tất cả những cái bạc này nó rất là kỵ ánh sáng, mặc dù đây là bạc hữu cơ, bạc protein. Đấy. Và cái này chỉ dùng được trong mở ra chỉ dùng trong khoảng 2-3 tuần thôi, sau đó thì thừa thì bỏ đi. Thì đây là một cái mà cái chế phẩm nó rất là đặc biệt, dùng cho trẻ sơ sinh và nó cũng rất là đặc hiệu, rất là hiệu nghiệm với lại trẻ sơ sinh. Thế đấy là nói thêm các bạn thôi. Ở đây thì các bạn cũng đã trình bày rồi, đúng không ạ? Ở các cái thuốc khác thì rất là ok, đúng không ạ? Ở đây các bạn còn trình bày thêm cả những cái thuốc mà trong điều trị glaucoma, những cái bệnh mà thiên đầu thống hay là những bệnh mà cả về thuốc chẹn beta, timolol ấy, khá là đầy đủ. Tôi rất là cảm ơn nhóm 2. Về cái chuyên đề, cái pilocarpi này là cái co đồng tử. Khi mình nhỏ cái này vào thì đồng tử nó co nhỏ lại, nhìn mắt thì sáng long lanh, đồng đen, đồng trắng rất là rõ ràng. Còn atropine nó là giãn đồng tử, đấy, để soi đáy mắt thì nó ngược lại với nhau. Cái acetazolamide này trong cái chuyên đề về lợi tiểu thì thầy có nói rồi, đúng không ạ? Đây là cái thuốc lợi tiểu mà ức chế cái men CA, carbon hydrate, carbonic anhydrase. Cái này chủ yếu hôm trước thì trong cái thuốc lợi tiểu thì nói rồi, điều trị thiên đầu thống rồi. Còn glaucoma, glaucoma cấp nóng.
Thì trong cái glaucoma này nó có hai cái glaucoma góc đóng và glaucoma góc mở. Cái này về cái cấu tạo của mắt. Cái glaucoma góc mở thì có nghĩa là nó không hoàn toàn, còn glaucoma góc đóng là nó bị tắt hoàn toàn. Nó làm tăng nhãn áp, tắt cái tỷ lệ của nó tăng nhãn áp. Cái này thì chúng ta học về sinh lý và bệnh học chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai là về thuốc giun sán. Thì có thuốc giun và thuốc sán. À, thuốc giun, giun sán ở trong lòng ruột và ngoài lòng ruột. Ở đây các bạn hay nói đến gì ạ? Bây giờ chúng ta hay dùng nhất đó là mebendazole và albendazole, hai cái hoạt chất này được dùng rất là phổ biến. Và cái cơ chế của hai cái thuốc này chính là gì ạ? Nó ức chế tổng hợp glycogen ở trong giun. Để giun nó không lấy được thức ăn, không tổng hợp được cái màng glycolic và cái vỏ của con giun nó sẽ bị vỡ. Nó bị vỡ đấy. À. Cho nên là. Bây giờ mà dùng thuốc tẩy giun ấy thì gần như là đi ngoài người ta sẽ không thấy thấy giun như ngày xưa. Thuốc tẩy giun ngày xưa là làm liệt cơ giun. À, bây giờ thì nó làm gì ạ? À, tan giun ở trong lòng ruột, nói như bởi vì nó vỡ cái vỏ vỏ của con giun đây. À, đây cái Fugaca đấy, hay là một cái biệt dược khác là các mốc mebendazole. Thì có một cái lưu ý là trẻ em trên 2 tuổi dùng bằng liều người lớn. Cái này thì rất nhiều người người ta sẽ thắc mắc, người ta hỏi tại sao lại trẻ trên 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi dùng giống nhau. Thì chúng ta có thể trả lời cho bệnh nhân là tất cả những cái thuốc này uống nhưng mà tác dụng tại chỗ, cũng giống như là cái viên neomycin ngày hôm qua ấy ạ. Mặc dù là uống nhưng mà tác dụng tại chỗ. Khi uống cái viên này vào thì nó sẽ tan cái viên thuốc này ở trong lòng ruột, nó trộn vào với thức ăn và con giun nó lấy thức ăn, có trộn albendazole, mebendazole. Đấy. Chứ nó không ngấm được vào máu, có nghĩa là nó không đi vào tuần hoàn của cơ thể người bệnh, cơ thể người dùng, mà nó chỉ vào cơ thể của con giun thôi. Đấy, cho nên là người ta không cần thiết phải chia liều cho trẻ em, cũng giống như gói Smecta, cái bao niêm mạc ruột ấy. Tất nhiên là trẻ em cái diện tích của bề mặt ruột thì nó nhỏ hơn, nhưng mà người ta cũng không nhất thiết là người ta phải chia liều cho trẻ em. Đấy, uống nhưng mà tác dụng tại chỗ, nó không hấp thu vào máu thì người ta cũng không nhất thiết là người ta phải gì ạ, chia liều trẻ em người lớn cho nó phức tạp. Đấy là cái mà chúng ta có thể trả lời cho bệnh nhân. Nhưng rất nhiều người người ta thắc mắc cái chuyện đó. Nhưng mà một số những người mà sau khi uống thuốc tẩy giun xong vẫn có cái biểu hiện của ngộ độc, đau đầu, đấy, chóng mặt này, buồn nôn này, dấu hiệu của ngộ độc. Và ngộ độc thì chỉ khi mà hấp thu vào máu thì bắt đầu mới có dấu hiệu ngộ độc. Nhưng mà theo như vừa giải thích ấy, thì là sinh khả dụng của nó rất thấp, gần như không hấp thu vào máu, tại sao lại có cái biểu hiện ngộ độc đó? Bởi vì với những người mà trong lòng ruột quá nhiều giun, đúng không ạ? Thì con giun nó chết hàng loạt, chết quá nhiều. Thì bản thân con giun nó cũng sẽ giải phóng ra cái nội độc tố. Đấy. Và cái nội độc tố nó lại được hấp thu qua thành ruột, nó vào máu. Cho nên là người bệnh cảm giác đau đầu chóng mặt, đó chính là ngộ độc cái nội độc tố của con giun. Chứ chưa hẳn đã là ngộ độc cái thuốc tẩy giun, hoạt chất của thuốc tẩy giun. Bạn nhớ nhận. Đấy là thầy bổ sung thêm các bạn về cái thuốc tẩy giun thôi. Ở đây thì cái Stella này là một cái hãng dược phẩm, người ta lấy luôn, người ta đặt cái tên rất rất nhiều. Hiện nay các bạn thấy là rất nhiều các cái tên thuốc đấy, được đặt là Stella đấy, hoặc là Savi, công ty dược phẩm Savi, hoặc là Meza, công ty dược phẩm Meza, người ta lấy luôn tên công ty, người ta đặt cái tên thuốc. Hiện nay là Albendazole, Stella hoặc là Genten. Cái Genten là cái dược phẩm khá là nổi tiếng, đã vào Việt Nam khá lâu rồi. Nên thầy bổ sung thêm thôi. Đấy. Còn một cái nữa là Praziquantel này, cái này tác dụng là điều trị về sán. Cái sán này thì cái thuốc điều trị về sán thì các bạn biết rồi, nó có hai loại là sán lòng ruột và sán ngoài lòng ruột. Cái sán ngoài lòng ruột thì bắt buộc là những cái thuốc nó phải được hấp thu vào máu, thì nó đưa đến cái tổ chức mà có ấu trùng sán. Và cái ấu trùng sán này thì nó rất hay tập trung ở đâu ạ? Thứ nhất là ở cơ, ở não và ở gan. Đấy. Cho nên là chúng ta lưu ý khi mà chúng ta ăn các cái loại hải sản này, ăn lẩu này, hay là ăn gỏi này. Đấy. Hay là các bạn rất thích ăn ốc này, ăn cái dòng nhuyễn thể, thì trong ốc nó có dòng nhuyễn thể. Hay là bà con này, cánh nam giới là rất thích ăn hàu, hàu sống. Thì trong những cái con đó thì có chứa khá nhiều là ấu trùng giun và ấu trùng sán. Ngay kể cả cá. Nói thật các bạn là ở Hà Nội có một cái nơi
gọi là cái vựa để cung cấp cá, thì mình bắt đầu đó là cái khu vực hồ Yên Sở. Đấy. Nơi đấy các rất hồ rất nhiều, sản lượng cá rất lớn cung cấp cho thị trường Hà Nội. Và cá thì nếu mà làm kỹ, Ninh Nhừ nấu kỹ không vấn đề gì, nhưng mà nếu như nhúng lẩu hoặc là một số vùng người ta có cái thói quen ăn lẩu cá, hay chị em hay đi ăn ốc, các bạn biết rồi, trong ốc thì có khá nhiều sán, không chỉ ốc dưới nước mà ốc cạn, ốc đá hay là ốc gì gì đó, nếu mà người ta cho người ta luộc kỹ nó sẽ bị teo lại. Thường thường người ta sẽ chỉ hấp qua thôi, có nghĩa là nó bật cái vẩy ra thì người ta nghĩ là nó chín rồi, nhưng thực tế là có những cái ấu trùng sán nó chưa chết ở cái nhiệt độ đó. Cho nên là chị em đi ăn ốc này, anh em ăn hàu sống này, thì ăn các dòng nhuyễn thể, ngay kể cả thịt bò, thịt bò các bạn cũng thấy, bò thì thường người ta thích ăn tái đúng không ạ, mà ở các cái thớ cơ của thịt bò thì có khá nhiều là ấu trùng giun, ấu trùng sán. Cho nên là chúng ta để phòng tránh được giun sán, tốt nhất là chúng ta ăn chín uống sôi. Nếu mà chúng ta ăn tái ăn sống, trước đây thì chúng ta hay sợ nhất là ăn rau sống là có ấu trùng giun sán, chính vì thế người ta phải ngâm nước muối. Thế nhưng cái việc ngâm nước muối để loại trừ giun sán là chúng ta làm là sai hết, bởi vì cái nước muối là nó, cái này thì giải thích các bạn rồi nguyên nhân đây thì phải nói lại thôi, là cái nước mà dung dịch nước muối nó có cái sức căng bề mặt. Đấy, nó sẽ hút cái ấu trùng giun sán, trứng giun trứng sán lên trên bề mặt. Đấy, khi người ta ngâm rau sống bằng nước muối thì cái lượng nước nó phải nhiều hơn rau. Đấy, xong người ta phải khoáng khoáng người ta để cho cái trứng giun nó nổi lên trên, vì cái bề mặt, cái sức căng bề mặt của dung dịch nước muối nó có cái ái lực rất mạnh để nó hút cái trứng giun lên trên. Sau đó người ta phải dìm cái rau xuống, người ta gạn cái nước đi, thì lúc đấy mới loại được cái trứng giun nó nổi lên trên này. Nhưng mà rất ít người làm như thế, mà cứ bác cứ yên tâm là em đã ngâm nước muối rồi, ngâm xong khoáng 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 xong lại vớt nó lên, thế thì cái trứng giun trứng sán nó nổi lên thì lại vớt nó lên, chả có tác dụng gì cả. Nhưng mà rất yên tâm là em đã ngâm nước muối. Cái đấy là cái mà chúng ta phòng về giun sán. Tất nhiên là cái thời đại ngày nay thì ngay như cả ở nông thôn bây giờ người ta cũng không dùng phân tươi để người ta bón rau nữa rồi, người ta dùng hố xí tự hoại là hố xí hai ngăn, cho nên là giun sán nó cũng không còn cơ hội để nó sinh sôi nữa. Đấy. Không có nghĩa không không có cơ hội sinh sôi, nhưng không có nghĩa là nghiện, nó không còn. Còn về phần vitamin thì các bạn thấy là trình bày khá là khoa học và đầy đủ rồi, có vitamin tan trong dầu, vitamin tan trong nước, về tất cả những nguyên nhân thiếu, nguyên nhân thừa các bạn trình bày tương đối là đầy đủ. Rất là cảm ơn nhóm hai. Sau đó thì nhóm chia sẻ cái bài này cho tất cả lớp để các bạn có thể học, các bạn làm theo cái cách làm của các bạn như này, rất là ổn, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Và xin mời nhóm tiếp theo đi ạ.